Ủa, bạn là ai vậy? Giống nhà mình á. Cái quần áo của mình nè, sao bạn mặc áo của mình? Kỳ vậy? Hồi nãy đẹp trai lắm mà sao giờ này xấu quá vậy? Chú là ai? Chẳng lẽ đây là tương lai của mình sau này sao? Trời ơi, tương lai gì mà nhiều râu vậy? Nhưng cái này nhìn đỡ nè. Chỉ là mơ. Hình con dáng đẹp trai.